Hello, xin chào anh em. Tuấn đây. Thì hôm nay mình quay trở lại với cái video này. Thì hôm nay mình sẽ phân tích một cái lợi ích của những cái điện thoại đời cao hiện tại. Android nó có thể hỗ trợ chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta trong các cái việc như là review sản phẩm nhờ các cái tính năng đặc biệt trên các camera của hiện đại thời bây giờ. Thì iPhone hay là Android hay đồ hình Android thường nó có tính năng, bây giờ điện thoại đời thông minh đời cao thường nó 4 camera. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái lợi ích này. Để có review sản phẩm thường xuyên thì chúng ta cần một cái lợi ích để cực hay luôn. Thì với cái khả năng đặc biệt của camera bây giờ ấy, thì nó có thể review một cái vừa chúng ta còn nó có thể quay hai màn hình. Ví dụ như này này, chúng ta hay livestream không? Chúng ta có thể vừa livestream mông tượng, vừa chúng ta vừa quay mặt chúng ta để tạo ra cái hiệu ứng video là review sản phẩm hay là giới thiệu về sản phẩm mà những người hay bán hàng online hay những người hay thường hay livestream hay là những người thường hay bán hàng, ví dụ như là kiểu như là mẹ bỉm sữa hay là về mỹ phẩm, bán mỹ phẩm hay spa là cái ngành đơn giản nhất là thường hay sử dụng cái này. Thì chúng ta lên để ý này, đây hôm nay mình sẽ giới thiệu tính năng của con điện thoại Trung Quốc này. Đấy, cái camera rất lớn anh em thấy không? Thì nó có tính năng ở trong này là có thể quay được 4 camera cùng lúc. Và ngoài ra trong rõ không còn đây. Đây, vào phần camera của nó rất là nhiều lợi ích. Rất là nhiều tính năng luôn, quay 8K, quay video 8K, chụp ảnh 8K, chân dung. Cái này cực hay luôn, riêng chụp những kiểu video chụp ảnh của shot ấy rất hay luôn, shot. Cái thứ hai là vào tính năng mo, nó rất là nhiều tính năng hay như là slow motion, panorama hay là shot video hay là vlog cực hay luôn đấy. Anh em hay làm quảng cáo cũng rất là hay, và tính năng của nó là 50 megapixel. Đấy, rất nhiều tính năng mà mình chưa dùng hết. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái tính năng Multicam này để hỗ trợ việc chúng ta làm video livestream các sản phẩm hay làm video về review sản phẩm. Đây, mình sẽ bật vào nó. Anh em thấy không? Nó hiện ra một lúc 6 màn hình từ 6 camera ở 6 chế độ khác nhau, từ 0.5x đến 1x rồi đến 2x rồi 5x, 10x rồi phông camera, anh em thấy không? Rất nét luôn. Cái phông camera này nó sẽ là camera trước. Thế ví dụ nha, mình sẽ biểu diễn cho anh em xem là cái tính năng, cái lợi ích của nó nhá. Cái lợi ích để đem lại cái việc mà chúng ta lười là edit video, lười biên tập video, đơn giản nhất để nhanh nhất mà đỡ tốn nhiều thời gian nhất. Đây thì mình sẽ chọn, đầu tiên là sẽ chọn là cái 0.5x cho lớn đi. Trong màn thứ hai sẽ là phông cam trước. Đây, thấy chưa? Đây. Giờ đấy, ví dụ như này, đấy, như này. Thì mình sẽ chọn là cái hình ống tượng này sẽ lớn, còn hình mình sẽ là hình nhỏ. Đấy anh em thấy không? Đấy, bắt đầu quay nhá. Mình trả vờ, mình sau ngay mình đóng vai là người bán tượng. Mà người bán tượng vàng, còn người đúc tượng vàng thì rất là đẹp. Còn mà anh em muốn biết cái bức tượng vàng này mình được đúc ở đâu ấy, được ở đâu thì hãy liên hệ với mình để mình được giới thiệu cho người nghệ nhân tạo ra những bức tượng đẹp nhất này và chuyên đi tặng các cái vị lãnh đạo quốc gia bức tượng này. Thì đây hôm nay mình review cho anh em xem nhá. Anh em thấy không? Mặt trước là màn hình mình, bức giống tượng rất lớn. Đây, rất nét anh em thấy không? Vì chế độ quay phim của nó 8K rất nét luôn, chiếc điện thoại quá nét luôn. Để tạo ra những cái bức những đoạn video hay thì đây mình sẽ quay anh em xem nhá. Đấy. Đây thì mình bây giờ mình sẽ quay. Xin chào anh em, lại Tuấn đây. Thì hôm nay mình có một bức tượng mình rất là ưng ý, mình muốn giới thiệu cho anh em. Thì những người mà muốn những cửa hàng muốn thay đổi phong thủy, hay những người muốn thay đổi phong thủy, hay là muốn những người muốn có vận may mới, hay những người đang kinh doanh vận may chưa được đủ may, thì chúng ta hãy mua những bức tượng bằng vàng, mạ vàng này về để trưng vào trong cửa hàng cũng như là gia đình hay là đăng vào công ty của chúng ta, đưa vào công ty chúng ta để cho cái vượng khí tăng lên. Thì anh em hãy liên hệ với Tuấn để Tuấn được chỉ chỗ mà mua tượng vàng đẹp nhất và chuyên tặng những nguyên chủ quốc gia, tốt nhất đẹp nhất và giá phải chăng nhất. Thì hãy liên hệ với mình để mình được giúp đỡ anh em.
Và tạm biệt anh em ở, hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Anh em nhìn thấy bức tượng này rất là sắc nét. Bức tượng ông tượng này rất là sắc nét. Đấy, rất sắc nét luôn. Có lẽ là của Đinh Lâm Tới. Ok. Người chuyên đúc tượng vàng tặng cho nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo ở các nước. Ở đây thì mình cũng đây anh em thấy không? Sau khi review lên. Đây review các kiểu bức tượng luôn. Chúng ta làm bàn quay đây, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Đấy, bàn quay rất đẹp luôn. Đấy, ví dụ đây chả tưởng tượng là bàn quay đang quay để review sản phẩm như này nhá. Đấy, rất hay. Rồi, ok. Thì video này sau khi làm xong thì nó sẽ ra như này. Đây. Ra như này. Và nó rất là đẹp và rất, âm thanh rất là hay. Đây, thì hôm nay mình có một bức tượng mình rất là ưng ý, mình muốn đấy cho anh em. Thì cái âm thanh cửa số, âm thanh cửa số của cái máy này rất là mượt. Thì nếu mà anh em mình nếu mà muốn làm những video ngắn, hay chẳng hạn như là hay là short ngắn, hay là làm những bức ảnh chụp cho gia đình và chụp cho cơ quan hay chụp cho học viên chẳng hạn, thì lên sử dụng những cái máy thật led, thật đẹp để chúng ta lưu lại những kỷ niệm mà khoảng tầm 100 200 năm sau chúng ta vẫn có thể xem lại được với chất lượng hình ảnh đẹp. Mà tại sao hồi đấy lại có những bức ảnh đẹp như vậy? Vâng, thì anh em mình hãy nếu mà ngoài ra có rất nhiều sản phẩm khác cũng rất là hay. Anh em mình có muốn được trải nghiệm sản phẩm thì hãy liên hệ với Tuấn. Ngoài ra Tuấn có rất là nhiều quà tặng đến anh em cũng như cộng đồng. Cảm ơn anh em đã xem video của Tuấn và hẹn gặp lại anh em ở các lớp học và video sau. Tạm biệt anh em.